Dear converts, sisters, lay mission partners, benefactors, relatives, and friends. Thưa quý anh em SVD, quý sơ, quý bằng hữu, quý cộng tác viên truyền giáo và thân quyến quý mến, lễ Phục sinh, lễ quan trọng nhất của giáo hội, công bố thông điệp nền tảng của Kitô giáo. Thiên Chúa là tình yêu, Ngài là Thiên Chúa của sự sống, là đấng ban sự sống cho chúng ta và mời gọi chúng ta cổ vũ cho sự sống. Đây không phải là loại lý tưởng trừu tượng đến nỗi không thể cảm nghiệm trong thế giới này. Trái lại, sự sống đã được Thiên Chúa sáng tạo và được Ngài cứu độ là sự sống thật. Sự sống chúng ta sống hàng ngày với nhiều khó khăn và các vấn đề, nhưng không thiếu niềm hy vọng và những trải nghiệm biến đổi. Lễ Phục sinh soi sáng cho chúng ta có cái nhìn tốt hơn về thực tại của mình. Chắc chắn, cuộc sống của chúng ta không chỉ có bóng tối và đầy phiền muộn. Sự Phục sinh công bố cho chúng ta biết rằng Thiên Chúa của chúng ta luôn có sức mạnh chỉ ra lối thoát, lối đi mới, tuyến đường khác, rằng thực tại mới không phải là sự hoang đường, nhưng nó thực sự tồn tại. Với Chúa Phục sinh, chúng ta có thể vượt qua sự tối tăm đến với ánh sáng, từ ngôi mộ đến sự Phục sinh, từ cái chết đến sự sống. Tuy nhiên, chúng ta phải đi con đường này, chấp nhận mọi thứ mà cuộc sống mang lại cho mình, đừng chối bỏ và khước từ cái bóng hoặc phía không chắc chắn của thực tại mình. Tôi muốn nhấn mạnh đến ba yếu tố cơ bản của cuộc sống. Trước hết là niềm tín thác vào Thiên Chúa và vào những ai được trao phó trách nhiệm hướng dẫn dân Chúa. Là đấng sáng tạo, Ngài đã ban cho chúng ta sự sống và Ngài biết những yếu đuối và mong manh của chúng ta. Niềm tín thác này là nền tảng của niềm cậy trông vào Thiên Chúa. Yếu tố thứ hai là sự kiên nhẫn. Câu chuyện xuất hành của dân Israel là biểu tượng của lễ Phục sinh. Xuất hành là câu chuyện và lịch sử sự nhẫn nại của Thiên Chúa và của dân Chúa. Miền đất hứa không phải một ngày mà đến được để sống trong sự tự do và tình huynh đệ. Đòi hỏi nhiều sự kiên nhẫn để vượt qua thời kỳ khủng hoảng, mang tính cá nhân hay toàn cầu như đại dịch này, chúng ta cần bền chí. Sự kiên trì làm cho chúng ta lớn lên trong đức tin và các nhân đức. Nó giúp chúng ta nhận ra những yếu đuối và sức mạnh của mình. It helps us recognize our strengths and weaknesses. The third is compassion. Thứ ba là lòng thương xót. Lễ Phục sinh cho thấy sự liên đới, lòng trắc ẩn và sự tham gia của Chúa vào thực tại con người. Từ sự liên đới này, chúng ta thấy được ánh sáng hy vọng và sự trải nghiệm lòng thương xót dạt dào, thúc bách chúng ta tham gia vào cuộc sống của Chúa Giêsu. Chúng ta được mời gọi và được tạo điều kiện để noi gương lòng xót thương của Chúa trong cuộc sống mình, để chia sẻ trải nghiệm này với tha nhân, đặc biệt là với những nạn nhân của những thảm họa thiên nhiên, những xung đột và các cuộc chiến tranh giống như chiến tranh ở Ukraine. With people who are victims of natural disasters, conflicts, and wars, like the war in Ukraine. Xin anh chị em hãy cầu nguyện để việc cử hành lễ Phục sinh làm cho chúng ta lớn lên trong niềm tín thác, sự kiên nhẫn và lòng xót thương. Dear brothers and sisters, I wish all of you a happy Easter. Chúc mừng lễ Phục sinh đến tất cả anh chị em. Cha Bao Lúc Budi Kleden, SPD, Tổng quyền dòng ngôi lời.